Hyundai Grandeur là dòng sedan cỡ lớn, còn có tên gọi là Azera tại thị trường Mỹ, trước khi nó bị khai tử vào năm 2017. Mặc dù bị thất sủng tại Mỹ, nhưng Grandeur lại rất được ưa chuộng tại quê nhà Hàn Quốc. Đó là nguồn động lực để Hyundai giới thiệu phiên bản nâng cấp của Grandeur, chỉ 3 năm sau khi họ giới thiệu thế hệ thứ 6 của mẫu xe này. Grandeur 2020 đánh dấu màn lột xác toàn diện với ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness, sự thể thao gợi cảm giống với đàn em Sonata. Điểm nhấn ở phần đầu xe nằm ở lưới tản nhiệt loe rộng với bề mặt phức tạp bao gồm nhiều ô hình thoi lấp lánh. Riêng 5 ô bao quanh góc đèn pha đóng luôn vai trò là đèn chạy ban ngày và đèn báo rẽ. Cụm đèn phía trước sắc cạnh và nối liền với bộ lưới tản nhiệt để tạo thành một khối thống nhất. Thậm chí các thấu kính bên trong cũng có dạng hình thoi. Trục cơ sở của Grandeur mới được tăng thêm 40mm, trong khi chiều dài tổng thể lớn hơn 60mm và đạt 4.990mm. Đuôi xe nổi bật với dải đèn LED trải dài hết chiều ngang và úp ngược xuống phía dưới. Đặc biệt, dải đèn LED này còn có chiều sâu và nhô ra bên ngoài giống với chiếc Bugatti La Voiture Noire. Cản sau tái thiết kế với cặp ống xả kép mạ chrome nằm đối xứng hai bên giúp hoàn thiện những thay đổi về ngoại hình của Grandeur 2020. Giống như ngoại thất, toàn bộ không gian nội thất của Grandeur mới cũng được lột xác để trở nên thanh lịch và sang trọng hơn. Cụm màn hình điều khiển và màn hình cảm ứng trung tâm có cùng kích thước 12,3 inch và được nối liền với nhau. Vô lăng mới được vay mượn từ Sonata 2020. Các cửa gió điều hòa mỏng hơn và đồng nhất với những đường vân nằm ngang của mặt táp lô. Các nút bấm vật lý được giảm bớt để nhường chỗ cho một màn hình cảm ứng nhỏ phía dưới. Cần số truyền thống cũng đã chuyển sang lại nút bấm, giúp khu vực bệ điều khiển trung tâm trở nên gọn gàng và hiện đại hơn. Khoang nội thất của Grandeur mới được trang bị ngập tràn các công nghệ và tính năng tiện nghi cao cấp. Tính năng kiểm soát tư thế thông minh sẽ phân tích và đề xuất vị trí ngồi lý tưởng cho sức khỏe thông qua các số đo về cân nặng và chiều cao do hành khách cung cấp. Các cảm biến bụi mịn sẽ liên tục theo dõi chất lượng không khí bên trong khoang xe theo thời gian thực. Màn lọc siêu nhỏ sẽ giúp loại bỏ được hơn 99% các hạt bụi để mang lại bầu không khí trong lành cho các hành khách. Hệ thống đèn viền nội thất với 64 màu sắc khác nhau, màn hình HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế bọc da cao cấp có chức năng làm mát, sạc không dây, dàn âm thanh JBL 12 loa, kính cách âm 2 lớp và chống tia UV là những trang bị nổi bật khác trên Grandeur 2020. Cung cấp sức mạnh cho Grandeur 2020 là 4 tùy chọn về động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng 2.5 lít i4, công suất cực đại 198 mã lực và 253 Nm. Mạnh mẽ hơn là động cơ xăng 3.3 lít V6, công suất cực đại 290 mã lực và 350 Nm. Tiếp theo là động cơ 3.0 lít V6 sử dụng khí hóa lỏng LPG, tạo ra sức mạnh 235 mã lực và mô men xoắn cực đại lên tới 286 Nm. Cuối cùng là phiên bản Hybrid, kết hợp với động cơ xăng 2.4 lít i4 và motor điện để tạo ra tổng công suất hệ thống 200 mã lực. Hyundai cũng rất mạnh tay khi trang bị các tính năng an toàn và hỗ trợ lái cho Grandeur 2020. Thông qua chìa khóa, khách hàng có thể điều khiển chiếc xe tiến lùi trong bãi đậu xe từ xa. Cụm đèn hậu sẽ chiếu sáng rõ nét lên mặt đường khi xe đang lùi để tạo sự chú ý đối với người đi bộ và các phương tiện xung quanh. Gói công nghệ Hyundai Smart Sense bao gồm tính năng hỗ trợ ngăn ngừa va chạm phía trước. Nhờ vào camera và cảm biến, nó sẽ cảnh báo người lái những nguy cơ va chạm đối với người đi bộ, xe đạp vào các phương tiện phía trước, kể cả ở giao lộ, và áp dụng phanh tự động khi cần thiết. Tính năng hỗ trợ lái trên đường cao tốc giúp giữ khoảng cách với các phương tiện khác và giữ xe đi trong làn đường của mình. Khi người lái bật tín hiệu báo rẽ, hình ảnh từ phía sau của bên tương ứng sẽ được hiển thị lên màn hình điều khiển, giúp đem lại vùng quan sát rộng và tốt hơn. Tính năng ngăn ngừa va chạm phía sau
sẽ phát hiện các vật thể và phương tiện cắt ngang khi lùi xe, sau đó phát tín hiệu cảnh báo cho người lái hoặc phanh tự động. Ngoài ra, các cửa kính cũng được điều khiển tự động vì mục đích an toàn khi cần thiết. Ranger mới sẽ được mở bán ở Hàn Quốc từ đầu năm 2020. Phiên bản Premium sẽ có mức giá khởi điểm từ 32.940.000 won, tương đương 643 triệu đồng. Đối với phiên bản Kali Rafi cao cấp nhất, sẽ có giá từ 41.080.000 won, tương đương 802 triệu đồng. Vừa rồi là video tìm hiểu chi tiết Hyundai Grandeur 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.